Vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Chúc mừng anh em là dòng xe Hyundai Creta nhé, dòng xe thuộc phân khúc cỡ B 5 chỗ gầm cao của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 11 của năm 2023 rồi, em xin phép được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất, cạnh tranh nhất ở cái thời điểm đầu tháng 11 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu muốn sở hữu cái dòng xe Hyundai Creta này sẽ có thể nắm được. Dòng xe Hyundai Creta này sẽ có 3 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản 1.5 xăng tiêu chuẩn, 1.5 xăng đặc biệt và 1.5 xăng cao cấp anh em nhé. Với sự cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều đối thủ ở trên thị trường thì anh em cũng có thể tham khảo thêm chiếc xe Kia Seltos hay là cạnh tranh với chiếc xe Toyota Corolla Cross, đúng không ạ? Vậy thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, để cho anh em có thể là chuẩn bị cái tài chính của mình một cách tốt nhất để lựa chọn những cái phiên bản mà phù hợp nhất với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Creta cơ 1.5 xăng tiêu chuẩn. Bản này đã có mức giá là 640 triệu. Với cái chính sách ưu đãi ở thời điểm đầu tháng 11 này thì đại lý bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 50 triệu và tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình anh em nhé. Đối với anh em mua qua trả thẳng sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt như vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 647 triệu, trả góp thì đang là 146 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 642 triệu, trả góp thì đang là 140 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 624 triệu, trả góp thì đang là 122 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Hiện tại cái bản 1.5 xăng tiêu chuẩn này thì bên em đang rất là sẵn xe để có thể giao ngay cho anh em ở cái thời điểm đầu tháng 11 anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Creta 1.5 xăng đặc biệt. Bản này thì đang có mức giá là 690 triệu. Với cái chính sách giảm tiền mặt của đại lý bên em ở thời điểm đầu tháng 11 này thì đang là giảm trực tiếp 50 triệu. Quà tặng thì vẫn tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 699 triệu, trả góp thì đang là 157 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 693 triệu, trả góp thì đang là 151 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 675 triệu, trả góp thì đang là 133 triệu. Với cái bản 1.5 xăng đặc biệt này thì bên em đang cực kỳ nhiều xe, sẵn xe giao ngay. Mức ưu đãi thì vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em, anh em ạ. Hiện tại thì cái chính sách này nó đang rất là tốt, nên anh em cũng nên cân nhắc là đặt cọc sớm nhé. Vì thời điểm này nó đang nhiều xe, nên là cái mức ưu đãi quyền linh động nó đang rất là sâu, anh em ạ. Khi mà cái tiến độ xe ký, cái mức tồn kho nó giảm rồi thì cái chính sách nó sẽ bị co lại đấy anh em ạ. Anh em nên cân nhắc đặt cọc sớm giúp em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản 1.5 xăng cao cấp. Bản này đang có mức giá là 740 triệu. Với cái chính sách ở thời điểm này thì đại lý bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 45 triệu và tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản nữa nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 756 triệu, trả góp thì đang là 170 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 749 triệu, trả góp thì đang là 162 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 731 triệu, trả góp thì đang là 144 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về khuyến mại cũng như về quà tặng và tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Hyundai Creta ở cái thời điểm đầu tháng 11 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi điện cho em để em gửi chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất tới anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh nhé. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ về giá xe,
cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất mỗi khi có biến động của thị trường anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ. Thank you.